Xe mới đi thay dầu nhớt xong rồi về nhà đậu một buổi, tối lại mở xe lên không chạy được, giống như là cục pin hoặc là điện đã bị mát. Tại sao? Rồi, xin chào tất cả anh chị cùng các bạn đang theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Hôm nay thời tiết của Boston rất là mát mẻ, rất là đẹp. Mình đang có gió nhưng mà vô cùng mát mẻ và đẹp đẽ luôn quý vị. Thì mình cũng có một cái trải nghiệm mới nên mình muốn chia sẻ cùng quý anh chị, cô chú nào mà coi như là trong tương lai mình sẽ gặp những cái trường hợp tương tự giống như Đạt đây. Thì mình cũng biết chút đỉnh để mình không có bị bối rối. Thì coi như là cách đây 2 ngày trước, Đạt có dịp đi thay dầu nhớt cho chiếc xe màu trắng này của mình, là tức là chiếc xe Acura MDX 2018. Mình thay dầu nhớt bình thường lắm các bạn. Thì mình chạy chiếc xe này cũng đã 4 năm mấy rồi, chưa bao giờ từng có một cái gì lỗi giờ ở chiếc xe này hết. Cho đến sau khi mình thay dầu nhớt cách đây 2 ngày trước, về thay dầu nhớt xong chạy về nhà, xong cái tối lại mình vô xe mình chở vợ con đi cái Halloween party xin kẹo á, chiếc xe không chạy được. Mình thắc mắc có gì kỳ vậy, mới thay dầu nhớt mà tại sao bây giờ xe không chạy được, mà chiếc xe nó rồ máy nó không lên á, giống như trường hợp là nó bị mát dây điện chứ không phải nó bị hết pin hết xăng, không phải trường hợp như vậy. Thì mình cũng thắc mắc, trong lúc thay dầu nhớt thì mình nói chuyện chơi với là cái người thay dầu nhớt cho mình á, mình cứ gọi là tán gẫu tán dóc chơi từ đầu đến đuôi, cái người đó không làm bất cứ cái gì trên chiếc xe mình để mà mình có thể thắc mắc về vấn đề thay dầu nhớt làm hư xe mình không có. Mình nhấn mạnh lại là trước khi quý anh chị xem cái clip này và có những cái comments thì cái này không dính líu gì tới cái người thay dầu nhớt làm hư xe của mình nha quý vị, không có, không phải nha. Mình nhấn mạnh 2-3 lần rồi ha. Thì cái sự thắc mắc của mình nó coi như là hoang mang. Mình không hiểu tại sao, thì cái dịp đầu tiên nhất là mình sẽ gọi lại cái người mà thay dầu nhớt mình á, cái chỗ thay dầu nhớt mình. Đại khái mình gọi là anh đi nha. Anh ơi, bởi mình mới thay nhớt ở chỗ của anh thì bây giờ về xe không chạy, thì bước kế tiếp em phải làm sao, em không có kinh nghiệm gì hết trơn về cái vấn đề này trong quá khứ. Mình cũng nói rõ luôn chứ ảnh là mình không nghĩ rằng cái vấn đề thay dầu nhớt làm hư xe. Mình có nói rõ vấn đề đó với ảnh, và mình cũng nói rõ với ảnh là đây cũng không phải hết pin hết xăng luôn nữa anh ơi, nó giống như nó bị mát dây điện vậy đó. Nó coi như mình mở cái xe lên là nó kêu rác 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 rác, đèn đuốc gì nó cháy, nó chóp tắt cháy tua xù hết, tình trạng là giống như bị mát dây rồi. Và không chạy được, mình để chiếc xe nằm qua một đêm rồi lấy chiếc xe khác đi đi cái buổi xin kẹo tối đó đó. Xong cái sáng ngày hôm sau mình rất là bực bội, mình lên xe mình thử lần lần nữa thì mở cửa xe ra không còn một miếng pin luôn, tức là trong cái phần mát dây điện đó nó hút cạn pin của cái chiếc xe mình luôn, không còn một miếng luôn, tức là bây giờ còn tệ hơn nữa quý vị, quá không. Rồi mình cũng không biết làm sao gọi là sạc pin vô chiếc xe này, bởi vì cái cục pin của loại xe này nó khác với là mấy xe kia, nó có cái đầu coi như là đầu số cộng và đầu số trừ trên cái cục pin đó. Trên cái cục pin có cái đầu cộng và cái đầu trừ, mình gắn hai cái đó vô mình sạc pin là rất là dễ. Cái xe này nó không có như vậy, nó chỉ có cái cục pin và cái đầu cộng thôi, cái đầu nút trừ không có ha. Thì mình lên trên mạng á, mình kiếm coi làm sao mình sạc pin được cái này. Thì ở trên mạng mình lấy được những cái video hướng dẫn mình làm sao sạc pin trên chiếc xe này. Thì cái nút trừ của nó là mình phải kẹp vào một cái cột đâu đó trong chiếc xe, không nó cũng có chỉ mình rõ ràng cái cột nào ở trên chiếc xe chứ không có dính líu trong cái cục pin. Đấy, đó là cái phần trừ.
Rồi sau khi mình đã tìm được cái chỗ nào là cái chỗ để mình sạc pin cho cái chiếc xe mình, tức là cái nút cộng nằm đâu, nút trừ nằm ở đâu rồi gì, thì cái đồ sạc pin mình có sẵn ở nhà đó, cái cục pin để mà mình sạc sẵn ở nhà đó, sạc không không được, không ăn. Cho nên mình mới nghĩ rằng là cái này không dính líu đến pin luôn, tại vì cái đồ sạc pin của mình ở nhà đó, mình sạc chiếc xe Toyota RAV4 mình được, nhưng mà tại sao sạc chiếc này không được, đúng không? Nên mình cứ đoán rằng rồi cái này không phải cục pin. Mình mới đi ra cái chỗ mà sửa xe ở đầu đường mình, cách nhà mình chỉ có 1 phút đồng hồ là cùng. Mình ra mình bày cho họ biết, nói cho họ nghe là trường hợp của mình như thế nào. Cái anh chàng đó, người Mỹ, ảnh rất là, ảnh là chủ của cái chỗ sửa xe đó, ảnh rất là nice luôn. Ảnh cũng biết mình ở cuối đường, ảnh đưa mình xách nguyên cả cái bình luôn của ảnh luôn quý vị, cái bình của ảnh về chạc pin trên chiếc xe mình luôn, đúng không? Thì coi như là cái bình đó về đút vô, vào quả thật coi như là mình đút vô điện rồi ăn rồi ngon lành lắm nha. Mình để chạc pin cũng không ăn luôn, không chạy được chiếc xe. Mình tức quá, mình mới gọi lại thêm một lần nữa tới cái chỗ mà mình thay dầu nhất đó, nhờ người ta giúp đỡ mình phải làm như thế nào trước khi mình câu chiếc xe đi tới chỗ sửa, đúng không? Chờ quyến cả một ngày luôn, không thấy người đó gọi lại. Mình cũng hơi buồn, trong cái chỗ sửa xe đó mình không gọi lại, cái mình mới gọi đi chứ mấy chỗ khác. Và tới cái anh đó, ảnh mới nói mình thì basically là mình chạc pin cho cái bình của mình thôi đó, coi như nó ăn không, nếu mà không ăn thì kéo chiếc xe lại đưa cho ảnh thôi. Chuyện đã rồi, chiều lại trong ngày hôm đó mình vẫn chưa chịu coi như là bỏ qua nữa. Mình lấy chiếc xe Toyota của mình câu điện từ bên xe đó sang qua bên chiếc xe Acura này. Mình để cho nó chạy nửa tiếng đồng hồ luôn, không chạy nửa tiếng đồng hồ xong kia mình vô mở cửa xe thấy pin có lên ngon lành ha, bấm nút không chạy liền luôn, bấm nút lên xin coi như là xe chạy liền, mừng quá trời mừng. Xong rồi cái điểm kế tiếp mình lại bị problem là khi mà mình thay dầu nhớt hoặc là mình làm cái gì trong chiếc xe đó thì mình phải bấm cái mã khố vô trong cái máy này của mình, thì mình hoàn toàn không biết cái mã khố đó là cái gì hết trơn. Ở trong đó nó cũng có giải thích là mình bấm cái nút power khoảng đè xuống cỡ 2 giây là mình xóa cái đó. Nhưng mà mình hiểu sai ý, mình nghĩ là bấm nút power tức là cái nút engine, start up cái engine đó. Mình hiểu sai ý, mình tưởng là cái đó. Mình bấm nút start engine, nó đâu xài được gì đâu, tắt máy với mở máy thôi. Cái mình cạo đầu mình không biết, giờ số mã số là gì mình cũng không biết. Rồi tiếp tục đi lên trên YouTube nữa quý vị, coi như là YouTube là một cái chỗ mà vô cùng có nhiều kiến thức ở trên đó, vô cùng nhiều chuyện để mình học hỏi ở trên đó, mình rất là hài lòng YouTube. Rồi mình search nhiều cái video về cái cách để mà phá giải cái vấn đề đó, thì người ta chỉ mình thì ra là cái nút power của cái radio, không, cái nút power của radio chứ không phải nút power engine, không. Xong rồi cái mình cũng follow cái hướng dẫn đó, bấm cái nút power giữ 2 giây 3 giây là cái đó xóa, không. Còn nếu mà mình không xóa được cái chỗ mà cái chỗ mà nó để mã số á, thì mình phải tự bấm vô cái con số, cái mã số của cái chiếc xe mình. Khi mình mua xe đó thì thường thường họ đưa mình cái mã số đó cho cái chiếc xe này, nhưng mà mình không hề biết tới cái vấn đề đó, nên có hay không mình cũng biết, nó nằm đâu trong quyển sách đó, mà mình đâu có lấy quyển sách ra mình coi đâu. Thì mà nếu mình không có bấm vô cái mã số, mình không xóa đi cái màn hình đó đó, thì nguyên cả cái này, cái screen này của mình á, nó sẽ làm cho mình không thấy được là mình giống như cái GPS navigation của mình không coi được nè. Một khi mình mở cái air conditioning, mở lạnh hoặc là mở sưởi lạnh hoặc sưởi ấm lên á, mình sẽ không thấy được cái điểm coi như là dừng của mình. Chẳng hạn như bây giờ coi như là mình cần mở 70 độ để mà cho nó ấm, mà bây giờ nó đang chơi thành 80 độ hay chơi gì đó, mình cũng không thấy được, mình chỉnh lên chỉnh xuống, cái quạt nó mạnh nhẹ mình cũng không thấy được để mình chỉnh lên chỉnh xuống. Cái nó có lại là cái điều kiện đó mình hoàn toàn bị mất, vì cái hình ảnh nó để là cái hình ảnh nó bị lót luôn rồi, bị khóa đó. Mình không biết làm sao để làm luôn. Thì đó là cái vấn đề mình trải nghiệm qua, cho đến khi mình lên YouTube mình coi video, mình thấy cái sự hướng dẫn nó vô cùng là đơn giản.
mà coi như là làm cho mình bị tốn một ngày trời để mà chạy lòng vòng đi nghiên cứu cái này. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề tại sao cái chiếc xe mình nó bị như vậy từ đầu, không? Tại sao sau khi thay dầu nhớt rồi về chiếc xe không chạy được mà nó bị mất dây điện? Cái thắc mắc của mình ở đây là tại sao? Rồi mình lên trên YouTube đi tìm hiểu, đi kê coi nữa thì có rất là nhiều cái video giải thích nghe rất là hợp tình hợp lý. Giải thích có đúng cái trường hợp của mình không thì mình không biết, nhưng mà cái phần giải thích rất là hợp tình hợp lý luôn. Tức là một cái mùa hè mà nó vô cùng nóng, nó nóng quá thì nó sẽ làm cái cục pin mình bị coi như là stress out á, mình không biết tiếng Việt từ này gọi là gì, thì nó bị coi như là bị stress out. Xong rồi cái tự nhiên bây giờ mình gặp lạnh thì cái cục pin đó nó giữa từ nóng quá rồi trở thành lạnh thì nó trung bình là cục pin mình nó bị stress out đi, coi như là mình có thể dùng từ như vậy. Thì cái trường hợp đó sẽ xảy ra cho tất cả những cái cục pin của xe, đa phần là pin luôn á chứ không nói là xe luôn nha. Mấy cục pin nhỏ nhỏ đó thì nó có thể xì ra luôn mấy cái chất nước luôn đó. Thì người ta nói rất là nhiều xe pin đều bị như vậy trong cái thời gian mà một mùa hè quá nóng, xong cái bắt đầu vô mùa đông cái lại mình lại thay dầu nhớt. Cái điểm là thay dầu nhớt nha quý vị. Thì mình sẽ gặp trường hợp như vậy. Rồi thì mình đã hiểu được là cục pin mình không có hư, cái alternator để chạc pin từ xe sang lại cái pin của mình không phải bị hư, chỉ là cục pin nó bị stress out thôi. Bây giờ mình xài chiếc xe lại bình thường, không trường hợp gì xảy ra hết. Trở lại, nếu trường hợp mà các bạn bị như vậy sau khi mà mình thay dầu nhớt, chiếc xe mình về bị tắt giống như trường hợp bị mất dây điện, thì hãy để cho cái pin đó trong đó đó nó coi như là cạn kiệt nó đi, đúng không? Xong rồi bắt đầu mình lấy pin của mình, lấy dây mình câu từ một chiếc xe khác sang qua xe mình để mà gọi là jump start, chặt pin lại cho nó đó, khoảng để ít nhất cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu mình mở xe lên thì xe mình sẽ chạy lại bình thường ha. Còn cái mã số đó mình cần vô đó thì thông thường nó nằm ở trong cái quyển sổ của chiếc xe của mình. Nếu mà mình không còn cái quyển sổ đó không biết nữa thì mình có thể lên trên mạng, trên internet mình search ra cái mã số đó, thông thường là nó đều có ở trên internet hết. Thì đó là cách mà đã giải quyết trong chiếc xe này trong suốt cả một ngày hôm qua. Thì từ bữa nay là ngày thứ hai rồi. Sáng nay mình đưa mẹ vợ, đưa em gái đi làm, đưa con đi học, bây giờ đi rước con về, đưa vợ đi làm, chạy từ sáng đến giờ không có trường hợp gì xảy ra nữa hết, đúng không? Và cũng buổi sáng nay là ngày thứ hai thì cái chỗ mà mình thay dầu nhớt đó, cuối cùng anh đó anh gọi lại cho mình, anh hỏi thăm chiếc xe như thế nào. Bữa hôm qua thì cái chỗ sửa xe của anh nó quá bận rộn nên ảnh không có dịp ảnh gọi mình, không? Bữa nay ảnh mới gọi lại thì coi như mình đã update ảnh, nói cho anh biết là chiếc xe em đã tự giải quyết và đã xong rồi. Thì nên cuối cùng là như vậy quý vị. Thì nói tóm lại với mình thì cũng là một ngày hôm qua vô cùng bận rộn. Mình có quay clip tí 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 nhưng mà thật sự ra cũng không biết ráp như làm sao vô trong thành một cái video cho nó gọn để mình chia sẻ cho quý anh chị nghe. Cho đến hôm nay bây giờ mình đợi Trúc Linh đi học ra, mình có nửa tiếng đồng hồ để mình ngồi mình nói cho quý vị nghe trong cái clip này. Rồi bóc cái điện thoại lên quý vị nhé.